là độ quá đồng đội, đưa đồng đội vô chết. Hello, xin chào mọi người nha. Mà mọi người đã quay trở lại channel của mình. Đấy, vừa như anh em nghe rồi đấy, anh nhân kia bảo là đưa đồng đội vào chỗ chết đây. Thì hôm nay thì mình vài hai hôm trước mình có bận quá nên là mình không có làm được clip anh em ạ. Nên là mong anh em coi như là hết là bỏ qua. Thì hôm nay thì mình bắt đầu quay trở lại làm clip rồi. Hôm nay thì mình lại đi auto matching với người lạ. Cái series mà nghe vẻ là anh em rất là thích xem. Rồi rồi, tôi biết rồi ông ơi. Thì ở đây thì mình đã có ba người lạ ở đây rồi. Mình kéo tất cả bot cam luôn. Động xanh, không có súng rồi. Từ từ đã. Có một thằng nhảy cạnh mình, à gần mình anh em ạ. Đây 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 đây, cứ để mình lo. Từ từ mình xử các thằng này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đâu rồi? Hello anh Giai. À anh Giai dưới tầng anh em ạ. À anh Giai, à anh Giai lên lên đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào. Lên đây. Đi anh Giai đâu? Trời ơi. Mình nghe thấy bạn rồi, bạn đèn lắm. Thì ở trong cái trận đấu này thì có một thanh niên, đó là thanh niên số 2. Chưa có súng, chưa có súng. Là không biết là ông ấy nick mình hay cái gì. Ông ấy bảo là ông ấy nhận ra mình và xem live suốt của mình luôn. Fan của mình các thứ nghe vẻ là hợp lý anh em ạ. Đây bắn rất căng ở trong cái khu vực bot cam này. Không biết là có đồng hay không này. Lúc lãi quên mình không để ý rồi anh em ạ. Nhưng mà bắn căng lắm. Ai 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 bắn mình luôn anh em. Không thấy nhìn vậy. Xanh thanh niên này. Thằng này là phải tiêu diệt anh em ạ. Nhưng mà không có máu rồi, từ từ đã. Vì đi kiếm máu đã thì mình mới chơi được. Uầy, đậu phộng nó chứ. Nó chơi mình quả mất gần gọi là gần cây máu rồi. Đây có tiếng chân này. À chỉ là một con bot thôi anh em ạ. Mic của hai thanh niên này hơi bị vọng. Đấy, anh em cứ bảo chơi với người lạ nhưng mà thật sự là mic không ổn định, nó lại bị vọng với các thứ. Và bây giờ thì hai thanh niên đều nói chuyện mà mình tắt đi thì rất là khó, coi như thế là hòa đồng. Đấy, anh em lại bảo cứ vào đây nói chuyện một mình với các thứ hơi mệt. À đây rồi, có súng nào cho tăng ra. Mic hơi ồn nhưng mà gọi là dính tạp âm một tí nhưng mà thanh niên này vẫn trò chuyện là được rồi. Nên là mình quyết định sẽ mở mic đi. Súng lùa đâu à? Cái gì lùa cái gì? Đây 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 đây. Súng lùa. Cứ để mình, cứ để mình. Bây giờ thì mình sẽ vòng sang. Mày có AK à? Sang bên kia. Mình sẽ phải đánh một đường vòng anh em ạ. Đường thẳng thì có đồng đội bị lo rồi. Cái này nó rộng, cái này mà đéo phải súng được đâu trời, đéo nữa luôn trời. Đấy bắn càng lắm, càng như dây đàn anh em ạ. Thanh niên này này còn vừa khèo mình chứ. Các bạn đen rồi, khèo mình gọi như đúng gọi là idol linh tao móc thật đó. Idol linh này, đây đây anh em nghe thấy không? Để biết idol là đi đâu nữa nè. Ok ok. Cứ mình đi đi theo đi theo idol tao kìa. Đi theo idol tao. Ui, chạy này. Ui rồi. Thôi lộ tốt rồi. Bình tĩnh được rồi, được rồi. Mấy ông ở đây để tôi no. Bọc qua idol nè. Idol quần que gì đâu mà. Mình chỉ là một cái thằng livestream bắn bắn vài con bot bắn dạo thôi. À đóng cửa ấy à. Chuyên nghiệp thế nhờ. Đóng cửa anh em ạ. Thanh niên này nghe vẻ là ngồi ở một chỗ đông người anh em ạ. À nhảy sang kìa, được rồi. Mình sẽ xuống dưới để nhảy sang. Bắn nhau rồi. Ui dã nhau, dã căng lắm anh em ơi. Bắn ai? Bắn ai? Bắn ai? Ui rồi. Ui rồi. Hay quá đồ ơi. Hay quần què gì trời ạ. Còn mỗi thằng. Và ai đái con chó cái anh em ạ. Thế là mình sang muộn rồi. Tiệc tan rồi. Ui thanh niên để mic. Nói chung là nhận ra mình nhưng mà mic hơi ồn anh em ạ. Ổn quá. Mình mút tạm đi đã. Thế là clear rồi anh em ạ. Nghe vẻ là hơi khoai. Không có gì ngon nghè cả. Ơ, mình có súng thính này. À, xuống lạng. Đây, 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 đây. Xuống đẹp lạng này. Đây, 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 đây. Đang đánh này nè, bố ơi. À, đây, đây, đây. À, đây, đây, đây. Ủa, đây gì? Đấy, nhặt rồi. Bắn luôn anh em nhá. Ủa, lần xung tính luôn, lần người thính. Được rồi, bác. Sau gọi là một hồi bắn quả thính.
thì định mệnh nó chứ. Ủa nó mới chạy xe đúng không nào ta? À đấy, mình đang định nói cái điều mình nó chạy xe ra hướng này nào. Đấy, đấy. Có team gọi là công đến. Nào ta đây. Trận này thì mình quyết định là sẽ bắn M16. Có... xem là có gánh được người lạ vào top 1 không. Mà cũng không phải là người lạ lắm anh em ạ. Gọi là gánh fan của mình đi. Rồi thấy à, thấy à. Đấy. Tự một thằng gạo một trong nhà nó công xuống. Rồi. Ơ, bình tĩnh. Tí mày á. Rồi bình tĩnh cha nội, mấy cha nội. Đây này, mình lại vòng. À đúng rồi. Ôi, một đầu một người rồi, không chết, vãi cứt ạ. Căng nhợ anh trai. Đây, đâu quá đúng rồi. Lại vòng, ta phải tí mà dùng em cái chiến thuật. Tôi xong rồi. Số 4 lớp rồi. Bình tĩnh, để được rồi, để đó cho mình. Chó tông binh đó, chó. Cái gì mà... đông quá. À, đây rồi. Này, đứng sau này. Hiểu rồi. Okay, rồi, xong. Này, thì đứng đó này. Lia. Ui, thôi. Gạt luôn rồi, đấu phóng. Hình như là ba thanh niên này cùng một team anh em ạ. Này nói chuyện với nhau thì chửi nhau chí chóe cả. Này thì thính nè. Đúng này thì thính này. Này thì thính nè. Này thì thính này. Mình vừa lẽ tắt mic đâu này không. Nhưng mà cố mày nắm đây cho nó gạt mà được cơ Khang. Đây là mình lại quyết định bật lên. Mặc dù nó hơi dính tạp âm một tí. Lại còn là fan kìa. Của mình nữa nên là mình không bỏ lỡ được. Ok thôi thì đi thôi anh em ơi. Lên xe. Mic ồn từ đầu kia anh sang đầu này. Cái gì ATM cái gì? Ngồi đây mà chơi. Gì ATM gì? Ai ông này cứ chạy theo mình xong cứ idol à. Xong rồi ATM các chữ các thứ. Gì idol. Tôi có phải idol đâu. Idol quần que sao? Tôi chả biết thằng nào là thằng Linh ATM cả. Ở đây gọi đi thôi. Ui, có thằng này. Ngó mình. Trong bo luôn, má ăn ngỡ nè. Ngó này, bay đầu. Ê, táp ghê vậy. Ui, lại còn táp ghê vậy á. Idol ta có khác. Mình còn táp còn bay hơn cả người yêu cũ. Mấy mỏm đá nè. Ok, lên, công lên này. Có thằng luôn, đây nè. Trận này mình chơi M16 anh em ạ. Thử cây này đánh người lạ xem sao nhở. Mới phải chạy ra. Rồi nghe thấy tiếng này thêm thằng nữa này à, đúng là idol lưỡi dài và cái gì bắt tờ heo idol lưỡi dài top 1 không kêu à tao cũng vậy nè à. Mình bắn idol như thế mà nó ông ấy bảo mình lưỡi dài anh em ạ à. À, bắn gánh tim như vậy đây rồi còn thằng bạn ở đây này à đây này có một tên tiếng chân ở trên này có một tiếng chân ở trên này anh em ạ à. Cục đá đấy không rồi tôi biết ông mày cứ ở đó đây cái đồ đá này rồi nghe vòng lên này à đây rồi bắn đầu đây rồi làm sao mà kịp clear rồi clear rồi má ơi còn thằng nào nữa clear xong rồi clear mà clear rồi vẫn có thằng đây nhở clear chưa clear như vậy là hai team không kêu rồi không kêu chứ cái chữ Lia này là tao chắc chắn là idol tao rồi. Ông này còn phải nhận ra biết. Dấu hiệu anh em ạ. Vãi cả cái chữ cờ Lia là chắc chắn là idol tao. Vãi đái cái cho cái anh em ạ. YouTube ủng hộ sub các mày. Sub gì? Sub con que gì? Ui bị giật bấm rồi. Bấm anti em. Gì? ATM mới chẳng ET ủng cái gì. Nó là thằng nào mình không có biết. Ông cứ tào lao xiên xò à? Top 1 là được rồi. Không cần kill. Mình cũng đã được kill nào đâu. Mình mới được 9 kill thôi. À còn tiếng. Đây rồi bạn nó lại bạn nó ở đây này nó. Thêm một thằng nữa. Con mẹ nó ra. Nào. Vẫn còn tiếng súng. À tiếng chân đây rồi. Tiếng chân ở đây rồi. Nằm đó này. Thêm một thằng nữa. Còn một thằng ở đây nữa thôi. Này nằm đây này. Rồi bây giờ thì clear. Ờ đéo liếm được mạng nào luôn trời. Ừ, liếm làm sao được. Cần phải ăn mạng. À đó. Đấy. Ơi ai cho bom vậy? Thế mà thanh niên này vẫn bầu mình liếm anh em ạ. Mình không biết nhá, mình không biết bom nhá. Hình như vẫn còn đấy, cẩn thận đấy mấy ông. Ai đồ bắn hack phải. Không hack hùng cái gì. Hack rồi vãi trưởng. Vãi cả đái ạ.
Tôi cầm M16 thôi. Táp có gọi là vài viên thôi mà, làm gì mà đã hách hùng gì ở đây. Thế mẹ quay qua cái quay qua cái ly hết tem. Thế chứ. Thế gọi là idol của ông chứ. Chứ không thì làm sao mà được làm idol đúng không? Hi hi. Ai quăng vậy? Không, ở dưới này có bò quăng nữa là ai quăng vậy? Smoke này ba con này. Nghe tiếng mà. Giật thế nhở? Tiếng nét ai mà quăng như đây. Thôi giật anh em ơi. Ui sao tự giật vậy ta? Chắc máy nóng anh em ạ. Anh em thông cảm nha. Trời ơi, trời. Đi thôi mấy trà đội ơi. Chỗ này hơi nguy hiểm. Gọi là người ngậm đầy hết ở đây này. Bắn ai đó tao tự tin lên mày. Đúng rồi, tự tin lên xem nào. Mèo sợ luôn. Tóc không xoăn làm sao phải xoăn. Tóc có xoăn cũng không cần phải xoăn luôn. Đấy. Tiêu chí là nó vậy rồi. Không phải nói nhiều. Chỗ này hơi nguy hiểm này. Còn mày gọi là 11 người chơi nữa anh em ạ. Thanh niên kia vừa bắn vừa nghe nhạc. Đây gọi là đích thị tay to này. À cũng enemy giờ hẹp à. Ok. Tới. Tới đây. À mình thấy rồi, thấy cái ốc cây rồi. Đây rồi. Ốc cây đâu rồi? Đây rồi. Bỏ này, một thằng. Lồn khác. Cái gì? Có tiếng sau. À đủ. Nào. Ra đây. Bước ra đây. À đây rồi. Bạn chuẩn bị chết rồi. Ui. Trời sóng. Ui bắt đời heo. Ôi sao quả đấy mình tap nó không ra đạn. Không thế. À ơi không. Ui mày quá, mày quá. Mày yêu đâu. Trời ạ. Quả đấy mình, quả đấy anh em thấy quả nứt ngắt quãng không? Chết mẹ mình em tap, luôn rồi. Sao mình bấm vào nó không ra đạn. Ui lag cái. Rồi xong luôn rồi. Xong rồi. Thôi xong. À, chết bò luôn rồi. Chết bò rồi. Ui. Máy nó bị nóng, nó bị giật anh em ạ. Đậu phộng. Cày thế. Quả đấy đúng là u người. Ui top 3. Quá buồn anh em ạ. Không gánh được fan của mình vào top 1 rồi. Ok. Vậy là mình cũng có một cái clip gọi là tạm hay ho, tạm chấp nhận. Thì anh em thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha. Anh em những clip tiếp theo.